Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế, Hội nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ vùng cao. Hoạt động góp phần xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ các đặc sản địa phương nhằm khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao ở các địa phương miền núi. Sau đây là những ghi nhận không khí phiên khai mạc. Thay vì phải đi vài chục đến cả trăm cây số để tham gia các phiên chợ vùng cao tại A Lưới hay Nam Đông, thì giờ đây, người dân thành phố Huế đã có thể mua sắm những sản phẩm mang đậm nét đặc trưng vùng núi như măng rừng, rau rừng, lươn bảng, chè xanh, cùng với rất nhiều những sản phẩm ô cốp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Xưa nay, chị Thương gắn bó với sản xuất nương rẫy, thế nên khi được mang những đặc sản vùng miền đến phiên chợ ở thành phố, được nhiều người quan tâm hỏi mua, đại diện các gian hàng cũng rất phấn khởi. Dạ, em đến đây chủ yếu là đi giới thiệu heo bản, heo rừng em nuôi ạ. Dạ, là sản phẩm chỉ của em, còn lại là hàng nông sản ở Lưới. Em cũng hy vọng sau này sẽ có thêm các lần để tổ chức để em có cơ hội em đến tham gia. Mình đi tham gia lần đầu, đấy là một cái hợp thực xạ. Cảm thấy là cái nguồn chai sắn của dân Thủy Bằng là rất là nhiều, sạch. Nhưng hôm nay xã Thủy Bằng là sẽ làm những cái bước sấy sạch khô và tươi để nhặt ra từng lá đẹp để bảo đảm cho an toàn thực phẩm và bán ra thị trường, thì cũng mong rằng là cũng sau này cũng thị trường cũng ưa chuộng để phát triển cho người dân ở nông thôn Thủy Bằng. Với quy mô 24 gian hàng, trong đó có 17 gian hàng là những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và 7 gian hàng của cả cơ sở doanh nghiệp tại thành phố Huế. Phiên chợ vùng cao tại thành phố Huế là dịp để các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại các miền Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Trà và một số đơn vị quảng bá giới thiệu tìm đầu ra cho những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, sản phẩm ô cốp có chất lượng. Từ đó thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tích cực phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững. Điều quan trọng là không chỉ hàng trăm loài nông sản đặc trưng của cả địa phương có dịp trưng bày giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng, phiên chợ còn do chính người nông dân đứng ra giới thiệu bán hàng, đã giúp cho người sản xuất và người tiêu dùng xích lại gần nhau hơn. Người tiêu dùng có thể hiểu được phần nào đời sống sản xuất của nông dân. Ngược lại, các nông dân nắm bắt được nhu cầu, đòi hỏi của thị trường đối với nông sản. Đây là lần đầu tiên Hội nông dân tỉnh tổ chức cái phiên chợ vùng cao tại thành phố Huế. Mục đích là để quảng bá, giới thiệu những cái sản phẩm nông nghiệp, những cái sản phẩm đặc trưng của bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến với nhân dân thành phố Huế và du khách. Thì mục đích là giúp cho bà con vùng núi, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ được các cái sản phẩm, từ đó là họ tăng cường cái sản xuất, mở rộng cái quy mô để rồi họ sản xuất hàng hóa và nâng cao thu nhập để góp phần giảm nghèo bền vững. Đi cùng với các phiên chợ này, ban tổ chức mong muốn tạo một cầu nối giữa người nông dân và các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng để tìm kiếm cơ hội kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua những hoạt động này, người nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng phần nào nắm bắt được yêu cầu, đòi hỏi của thị trường. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của người trồng trọt. Từ đó từng bước đáp ứng xu thế phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững như hiện nay.